Thầy cũng như này, cho giáo viên chúng con được Phật Phật tâm đức. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hoa thiền rõ lòng tỏa ngàn phương, trăng sáng năm xưa ngập dòng đường. Hoa lòng đã nở từ khổ ấy, lương pháp về ẩn chúng cố hương. Giờ đây toàn thể tam gia hiếu quý chúng con đã lắng lòng thanh tịnh, chờ nghe lời chỉ dạy của chư tôn đức. Chúng con xin thành kính đê đầu cung thịnh thượng tòa trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo thành phố Bà Rịa, ban đạo từ để gia quyến chúng con được ân chiêm công đức. Nam mô công đức lâm Bồ Tát Ma Ha Bà. Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh của đạo tràng vào giờ này, chúng tôi xin đại diện cho tăng già nhị bộ có vài lời cùng quý gia thân quý thuộc. Kính thưa quý vị, ngài Quy Sơn Linh Hữu có dạy: vô thường lão bệnh không hẹn cùng người, sớm còn tối mắt nào có vui chi. Kiếp sống con người đã có sanh thì phải có tự nhiên. Mà cái điều quan trọng và quý giá nhất trong cuộc đời này, tịnh tịnh chúng ta ra đi trong sự an lạc và chánh niệm chánh định, thì chắc chắn là được sanh về cõi lành. Hôm nay gia đình Phật tử Đỗ Minh Thiện pháp danh Chánh Quang Minh ở nơi xa xôi không về được, chỉ hướng về đất nước nhờ nơi sư trụ trì chùa Bảo Hải thiết lễ, cùng với thanh quyến để thiết lễ cúng dường, để nương theo gương hạnh của tôn giả một Kiền Liên để thiết lễ trai viên cúng dường chúng ta. Tịnh mười phương Bồ Tát Hiền Pháp cùng hiện tiền đại đức tăng già nhất tâm chánh niệm, nguyện cho hương linh Phật tử Đỗ Minh Thiện pháp danh Chánh Quang Minh từ rằng ngày 23 tháng giêng năm Kỷ Hợi hưởng thọ 67 tuổi, được trượng thừa phước báo cúng dường này đánh giới chư thiên hay các cõi thanh tịnh của chư Phật ở mười phương. Cũng nhờ phước báo tu tập và cúng dường của thanh quý hiện tiện phụ túc và cùng các hiền thánh làm là tánh tu chánh pháp trong không chứa ngại, cũng nương phước báo này thanh mạng sắc lực được trọn đầy, luôn tin tưởng có chánh tín và tam bảo với đạo tâm bất thối, tu tập và thành tựu được phước trí trang nghiêm ở trong cuộc đời này, và quan trọng nhất là luôn hòa hợp thương yêu hộ trì chánh pháp. Ma Ha Tát Tát Đại Kim Ân. Cho chúng con những lời dạy vô cùng quý báu, chúng con xin đi giáo phụng hành và đầu hành thành cảnh lễ cúng dường tam bái. Thánh Phật Chư Tôn Hiền Đức Nhị Bộ, để buổi lễ cúng dường trai tăng Chư hôm nay học phần viên mãn, chúng con thành kính đê đầu cung thịnh thượng tọa trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo thành phố. Tôn Hiền Đức Nhị Bộ đồng hộ niệm: Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Bà. Thâm sông tam giới đạo tràng mười phương.
Vandana hiếu kính theo sự đúng dẫn và chỉ dạy của sư phụ trụ trì Thiền viện Bảo Hải, chúng Phật tử trang nghiêm thâm tịnh cúng dường những tịnh tài và tịnh vật đến chư tôn Thiền Đức Tăng, chư tôn Thiền Đức Ni trong niềm tôn kính bất biên, trong sự thanh tịnh tuyệt đối. Xin lưu ý tất cả tam gia hiếu kính Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Thai sơn nghĩa mẹ như nước